thích ai bay ở bên này đây cho nó vui đây, vào đây cởi áo ra để mặc quạt cho nó mát. Thôi con để kia con đi làm. Rồi mẹ cứ vào đi sớm, con từ từ con vào con chơi tí. Đấy, 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 mình có đương nhiêu mình ăn, hai đứa mình cũng có đương nhiêu, không được nhiêu cả, hai phân lương, hai phân lương, có đây cũng phân lương nhiều chi nhau, ôi giờ rồi, hai phân lương, tôi sẽ xong cái cuối, ôi giờ, ăn ngồi đây chào bạn, xin nhớ, dạ, dạ, cô cứ sang đây chơi với mẹ cháu. Con ngủ đây, dạ, đấy, cô sang đây cô chơi. Ngủ rồi, con về hôm nay không có lo tủ lạnh kia, tủ lạnh có, tủ lạnh có đầy đâu, đủ trong nhà cầu á, cái gì nhà cầu bên kia đi sạch sẽ không, tôi còn biết đi không, từ rồi để cho tôi chắc nước vào đi xuôi, không mình đi xuôi nữa, dạ, đúng đấy, đúng đấy, chồng mình đúng để các thứ, đấy trên gác còn hai phòng chưa có người ở, thế nào, vâng, cho nó thuê đi, thế là gì, không cho thuê nữa mà cho thuê nó học đi làm ở mấy nhà mình. Ông chỉ về chỉ dọn mình chết thì thôi. Thế mà không bảo ông mình nó tết tức đó. Thôi, ông bị hiện giờ về thì dọn đấy chứ. Bây giờ thì mình cứ phục thuộc cậu, cậu còn đi làm đi ăn. À, thế này, tôi mà đúng. Trời đất ơi. Ông bà vợ chồng nó cứ nhiệt tình quá. Cười cười mẹ mới nói trong giải. Chè, cô cũng muốn ăn chè, chè. Ăn chưa, ăn cháo chưa? Cháo rồi. Ăn rồi à? Ăn rồi, giờ đi chân.